Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 hàng ngàn mật vụ canh cửa nhà dân. Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021, nhưng từ ngày 24 tháng 1, các nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam đã bị an ninh bắt kế canh cửa trước nhà. Từ ngày 23 tháng 1, Facebook Phan Văn Bách loan tin rằng trong 10 ngày đại hội đảng, các anh chị em sẽ được ăn bánh canh miễn phí khoảng chục ngày nhé. Bánh canh là từ dân dã, trong giới bất đồng chính kiến ám chỉ việc bị công an canh cửa. Đây là hình ảnh, bức ảnh được nhà hoạt động Phan Văn Bách chia sẻ vào hôm 24 tháng 1 cho thấy một số người mặc thường phục đứng canh trước cửa nhà ông. Đến đầu giờ sáng ngày 24 tháng 1, cũng chính ông Bách thông báo trên trang Facebook cá nhân là tại chân cầu thang khu vực nhà ông có 5 người gồm 2 dân phòng, 2 công an phường, 1 an ninh quận đang tụ tập để canh gác ông. Sự việc được ông cập nhật liên tục trên trang cá nhân cho thấy ông bị canh gác cả vào màn đêm và những ngày sau đó. Trong bài viết mới đây nhất vào ngày 26 tháng 1, ông cho biết ông dắt chó đi dạo cũng có người bám sau theo dõi. Cũng trong ngày 24 tháng 1, nhà hoạt động dân sự Nguyễn Thúy Hạnh phản ánh trên trang cá nhân của mình rằng bà bị an ninh ngăn chặn cửa không cho đi cắt tóc. Bà viết, đã điều bao nhiêu quân đội về Hà Nội để bảo vệ cho đại hội đảng mà nhà cầm quyền vẫn chưa yên tâm, thản nhiên tước quyền đi lại của những người dân không phạm pháp chúng tôi bằng việc dùng công an nhốt chúng tôi ở trong nhà suốt kỳ đại hội. Luật nào cho phép nhà cầm quyền làm như vậy đối với chúng tôi? Bài viết của bà cũng nhận được nhiều bình luận như Đảng vì dân nhưng sợ dân, hoặc Đảng ta giỏi lắm và thành tích ngất trời mà sao lại sợ một người phụ nữ như cô? Chẳng khác nào họ nói láo từ trước đến nay như vậy. Và vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ai xỉ bọn lý bọn này? Hoặc luật pháp mà được tôn trọng thì làm gì có dân oan ở cái xứ Đông Lào? Có những người nói chắc là bảo vệ cho chế độ bất công thôi, hoặc độc tài áp bức bóc lột, hèn với giặc áp với dân. Ngoài ra có những tài khoản Facebook như của với tên Phong Lan còn làm cả những bài thơ phản ánh tình trạng tăm tối này tại Việt Nam. Đây là hình ảnh Facebook Huỳnh Ngọc Chênh chia sẻ về người canh cửa nhà ông vào hôm 25 tháng 1. Bài thơ có nội dung như sau. Luật đã bị tha mất rồi thì chỉ có luật tồi mà thôi. Cái thời ma quỷ lên ngôi cho nên chỉ khổ dân tôi thôi mà. Người tốt bị canh nhà, hưởng lương tiền thuế, dân ta ôi buồn. Bao giờ dân hết lệ tuôn, pháp luật chuẩn bị, khép khuôn rõ ràng, quyền dân đầy đủ mở mang, thì bầy người ấy, đen vàng mới ngoan. Còn tài khoản Facebook Đoàn Thanh Giang còn cho biết thêm là với dân oan ba miền tập trung về thủ đô khiếu nại tại địa phương, đã cử người đến tận Hà Nội động viên họ về. Riêng khu vực nhà trọ ở Ngô Thị Nhậm, quận Hà Đông, nơi đặt trụ sở tiếp công dân của Thanh tra Chính phủ thì từ chối cho người dân oan ở trọ trong thời gian đại hội đảng. Đến tối ngày 25 tháng 1, chồng bà Hạnh cũng là ông Huỳnh Ngọc Chênh, cũng là có người trong giới hoạt động dân sự, đã đăng bức ảnh người canh gác trước cửa nhà ông với lời bình như sau. Tôi cũng chẳng muốn đưa hình ảnh bọn canh cửa khổ sở này lên làm gì, nhưng chúng ngồi ngay trước cửa chĩa máy một cách bất lịch sự vào mặt khách và bạn bè tôi đến nhà chơi và phải đưa mặt nó lên là vì vậy. Mọi người nhìn vào để thấy bánh canh là như thế nào. Chúng thay nhau đến 4K và canh 24/24 như vậy đó suốt 10 ngày đại hội đảng của chúng nó. Cả nước có đến hàng ngàn người bị canh như vậy. Đầu năm 2020, khi tấn công vào Đồng Tâm, nhà tôi và hàng trăm công dân khác ở Hà Nội cũng bị canh trước cửa như vậy suốt 10 ngày. Và sự việc an ninh canh cửa dưới hoạt động dân sự không chỉ xảy ra ở Hà Nội mà nơi diễn ra thủ đô cũng là đại hội đảng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ghi nhận làm việc làm vô pháp này của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tới dự phiên chủ bị đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào ngày 25 tháng 1, nhà hoạt động xã hội Mạc Văn Trang cũng chia sẻ câu chuyện bị ăn bánh canh như sau. Lúc 11 giờ trưa, vợ chồng mình đang dọn cơm thì có người bấm chuông. Bà xã ra mở cửa, nói câu gì đó rồi đóng sập cửa vào. Mình hỏi có chuyện gì thế? Bà xã bảo có một công an thường phục ra vờ hỏi cô có dùng nước gì không? Thấy tầng dưới kêu, ở đây mấy năm chưa bao giờ có nói chuyện vô lý như thế. Lần trước, lâu rồi, cũng có một cậu vào hỏi hình như là nhà có báo cháy. Khổ thân, chúng nó ngồi gác từ sáng đến giờ không thấy đối tượng xuất hiện. Bây giờ vào kiểm tra thấy đối tượng đang ở nhà thì yên tâm về báo cáo với sếp. Và buồn cười nhất là có mấy ai quan tâm đến cái đại hội đại hè này đâu mà chúng nó cứ lo. Cứ mấy thứ tuyệt mật thì dân đã bàn tán tóe re ra cả tuần lễ này rồi.
mà đại hội mãi ở Hà Nội thì sao phải lo hai ông bà già ở Sài Gòn đe dọa đại hội, rõ quẫn. Bài viết đã nhận được hàng trăm lượt bình luận bày tỏ sự đồng tình, chia sẻ với giáo sư Trang. Tài khoản Facebook Phúc Vũ thì viết như sau: mà các quan đã bầu cho nhau xong từ tám hoánh nào rồi, từ nay cho đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 chỉ còn phần hội giơ tay và hô trước dân, đại hội thành công rực rỡ. Đại hội gì mà cứ như chuẩn bị cho việc tổng tiến công như vậy, xe pháo súng ống ầm ầm khắp thủ đô. Còn tài khoản Facebook Nguyễn Hưng thì bổ sung và đặt lại vấn đề là cả một lực lượng hùng hậu, phương tiện nghiệp vụ và vũ khí đầy mình mà phải đề phòng ông bà lão đã ở tuổi gần đất xa trời trầu trực canh cửa nhà người ta như vậy. Còn tài khoản Facebook Phùng Trung thì đặt câu hỏi: sao bảo đảm uy tín lắm cơ mà, được dân tin yêu lắm mà sao lúc nào cũng sợ thế lực thù địch như vậy nhỉ? Còn tài khoản Facebook Trịnh Trương Sỏi từ bài chia sẻ của giáo sư Trang cũng làm nên bài thơ có nhan đề hỏi thăm: tôi nghe có kẻ đến thăm ông, trông thấy trong nhà nó vội rông, báo cáo cấp trên xong nhiệm vụ, ngồi canh ngoài cổng sợ ông lòng. Chợ thì cứ họp ai mua bán, chỗ mặc sức tranh chó chẳng mòng, yếu vía sẽ ông già thế nhỉ, tương lai bất hạnh mòn mỏi trông. Bên cạnh đó, chúng tôi còn ghi nhận những trường hợp người ta đi làm đã bị an ninh đến tận chỗ làm việc. Đây là hình ảnh Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 họp phiên chủ bị vào sáng 25 tháng 1. Việc an ninh canh nhà của các giới hoạt động hoặc blogger hoặc người bất đồng chính kiến hoặc cựu tù nhân lương tâm vào các dịp như đại hội đảng, ngày kỷ niệm của cuộc chiến biên giới phía Bắc, hải chiến Hoàng Sa, Gạc Ma không còn gì xa lạ với chính quyền chưa bao giờ thừa nhận này. Và hành động này của chính quyền luôn gặp phải sự phản đối quyết liệt từ dư luận. Ở Việt Nam, tôi thấy lạ là cứ có đại hội gì quan trọng là bắt nhốt những người chính quyền không ưa, nhẹ thì người ta cho canh chừng, mấy người tay chân không có vũ khí thì làm được trò sống gì, tiền chi trả cho hàng hàng lớp lớp người này để xây dựng nhiều thứ như tu bổ trường học, giúp đỡ người già, trẻ em, hoàn cảnh khó khăn có phải tốt hay không. Đại hội nào to nhỏ thì cuối cùng cũng thành công tốt đẹp, các nhân sự trung thành, liêm chính, được nhân dân tín nhiệm, vân vân và vân vân. Ngày nay, các phương tiện truyền thông đã phủ kín toàn cầu rồi. Người dân đã biết đâu là phải, cái gì là trái, nên theo vòng quay của lịch sử cho đỡ ngô nghề. Tài khoản Facebook Tâm Nguyễn còn ghi nhận thêm một động thái khác của chính quyền là: trên Facebook, lực lượng 47 còn canh chặt chẽ hơn nữa. Tất cả những câu chữ phản động đều bị công an, điện thoại nhắc nhở. Facebook này cũng cho biết là tất cả những người quen của ông đều bị nhắc nhở, nên giờ khi viết bài, ông quyết định không gắn tên họ nữa để tránh gây phiền toái cho họ. Và chính Điều 17 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị có quy định hai điểm đáng chú ý. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo về các văn kiện tại lễ khai mạc Đại hội lần thứ 13 sáng ngày 26 tháng 1. Và những văn bản và văn kiện này dường như năm nào cũng giống nhau, đại hội nào giống cũng giống đại hội nào, họ chỉ sửa đi chút ít mà thôi. Thứ nhất là không ai bị can thiệp một cách tùy tiện hoặc bất hợp pháp vào đời sống riêng tư, gia đình, nhà ở, thư tín hoặc bị xâm phạm bất hợp pháp đến danh dự và uy tín. Thứ hai, mọi người đều có quyền được pháp luật bảo vệ chống lại những can thiệp hoặc xâm phạm như vậy. Và cựu tù nhân, nhân quyền Nguyễn Ngọc Già, người về hết án quản chế vào tháng 12 năm 2020, cho đài FA biết ông không thấy an ninh canh cửa nhà ông lần này. Ông nhận định hành động canh cửa nhà dân là phi pháp, đứng trên pháp luật và vô pháp, tức là ngoài vòng pháp luật. Đó là đặc trưng căn bản dẫn đến xã hội vô chính phủ. Tình trạng này dễ làm cho giới công an tùy tiện hành hung người dân và dễ dẫn tới chết người. Về phía dân sẵn sàng tự xử khi pháp luật không xử được. Hiện trạng này ngày càng rối ren và trực chờ đưa xã hội vào hỗn loạn. Theo ông Nguyễn Ngọc Già, luật pháp đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vốn soạn ra chỉ để phục vụ cho họ, không phải phục vụ cho dân. Không riêng luật hình sự, tất cả các luật đều xuất phát từ điều căn bản là tiếm quyền dân. Ông không tin việc phi pháp, vô pháp này được thay đổi cho đến khi người dân chưa có tự do. Còn một người thường bị xuyên vì an ninh canh cửa nhà, đó là ông Trần Bang, nhận định rằng sở dĩ ông và một số người bất đồng chính kiến khác thường xuyên bị làm phiền như vậy bởi những người này vạch trần sự thật cái tồi tệ, cái đổi bại của chính quyền. Nhưng thể chế độc tài, độc đảng, họ lại muốn chính danh nên họ phải dùng hệ thống an ninh như vậy. Ông Trần Bang cũng nêu quan điểm của mình như sau: tôi cho quan niệm của họ về an ninh như vậy là sai. An ninh phải là bảo vệ tổ quốc và chống lại ngoại xâm và chống lại thế lực làm hại lợi ích của nhà nước và của nhân dân. Còn chúng tôi làm tội gì cho nhà nước và nhân dân đây? Ví dụ, chúng tôi lên tiếng chống Trung Quốc xâm lược biển đảo
hoặc kỷ niệm những ngày Trung Quốc tấn công biên giới hay chiếm đảo của Việt Nam. Những hành động đó làm cho người dân bảo vệ lợi ích của chính mình, để người dân họ biết mình có Hoàng Sa, Trường Sa và đường lưỡi bò là phi pháp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 1 năm 2021 với bản tin Đại hội 13 hàng ngàn mật vụ canh cửa nhà dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.